Anh này mình phải nói tên thiệt phải không anh? Ừ. À, em là Nguyễn Tuấn Kiệt, thí sinh tham gia chương trình Đối Mặt Thời Gian. Ừ. Thật ra cái tên nghệ danh quen người ta cũng vẫn quen gọi là Jin Tuấn Kiệt. Dạ. Tức là mình cũng đâu có giấu cái tên thật của mình đi đâu. Dạ. Còn cái chữ Jin là thế nào hả em? Dạ Jin là anh không hiểu rồi đó. Hả? Còn cái chữ Jin trong cái origin là... đó hả? Dạ không, là còn Jin á. À, thì đó là trong cái chữ origin đó. Dạ dạ dạ. Thiệt dạ. Không? Dạ thiệt. Trời ơi, năm nay cũng hơn 30 tuổi rồi mà hả? À không, là em mới 20, em mới 19 20 à. À mới em 19, mới vào 20. Đời, em mới vào đời. Dạ. 19 20 của nhiều năm về trước. Nhưng mà mình vẫn nhận ra là cái tên đó nó giống như mình, Jin Tuấn Kiệt. Yeah. Không sao hết, đó là cái nghề danh nha. Khán giả đã quen gọi như vậy rồi. Còn cái việc em lý giải nó như thế nào là việc của em. Yeah. Còn cái chuyện tin hay không là chuyện của anh và mọi người. Dạ yeah, rồi. Kiệt. Dân ca ví dặm nghệ tĩnh là loại hình nghệ thuật trình diễn dân ca của hai tỉnh nào ngày nay? Nghệ An, Hà Tĩnh. Đúng thỉnh. Hệ thống định vị toàn cầu GPS do quốc gia nào thiết kế xây dựng? Mỹ. Đúng. Kiệt. Tính đến tháng 4 năm 2020, quận nào ở nước ta có nhiều phường nhất? Quận 3. Sai, quận Đống Đa. Nhiễu điều phủ lấy trái gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Nhiễu điều là cái gì? Là vải đỏ, vải đỏ. Đúng, đúng. Chuyển lên. Chỉ số vượt khó viết tắt theo tiếng Anh là gì? AQ. Đúng. Tiếp. Thành phố Cảng Hải Phòng là cửa ngõ quan trọng hướng ra vịnh nào? Vịnh Bắc Bộ. Đúng. Kiệt. Xe vịt là loại phương tiện lội nước ở đảo quốc nào? Dạ đảo quốc là Singapore đó. Đúng. Quên. Thanh Trà. Kiệt. Ulaanbaatar là thủ đô của quốc gia nào? Bỏ qua. Ở nước ta, luyện kim, khai thác than, sản xuất phân bón được xếp vào ngành công nghiệp nặng hay nhẹ? Dạ công nghiệp nặng. Đúng. Hương. Hồi hộp không em? Trời, cái tim đập quá anh ơi. Cái nhạc có gì cho nó đau. Cái nhạc gây sợ. Một người mà anh thấy quen với sân khấu nhiều nhất ở đây đó là Kiệt, mà vẫn còn phải hồi hộp, vẫn còn phải run, vẫn còn phải lắp bắp trong cái câu trả lời của mình. Chú quả. Em cà lâm từ khi nào vậy Kiệt? Dạ, dạ, nhưng mà tại cái thời gian em sợ cái thời gian em bị cà lâm luôn. Tức là anh. Bắt đầu cà lâm từ chương trình này. Dạ đúng rồi, từ chương trình này. Anh